Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Đại chiến hàng chục ngày đêm tại Quảng Trị khiến lực lượng quân khu 5 và liên quân ly khai đòi tự do bị tổn thất nặng nề. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị cuộc đụng độ quân sự ác liệt nhất từ trước tới nay giữa lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, phe đồng minh quân đoàn dân chủ ly khai cùng với quân đội Cộng sản Việt Nam thuộc lực lượng quân khu 5 tại khu vực Quảng Trị, tỉnh có đường biên giới giáp với đất nước Lào triệu voi. Và diễn biến của sự kiện đang gây ra sự quan tâm đặc biệt của dư luận này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, như trong bản tin chúng tôi đã đưa trước đây, từ đầu tháng 7, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Liên quân đòi tự do bảo vệ khu vực Tây Nam Thành, giữ vững trận địa từ khu vực trường Bồ Đề, khu Đệ Ngũ, ngã ba Bãi Đá, khu Cầu sắt khu Long Hưng đến La Vang và đồn Gia Long. Trung đoàn 88 đã đánh hơn 100 trận lớn nhỏ trong đó có 50 trận cấp đại đội đến trung đoàn. Tiêu diệt 1670 binh sĩ quân khu 5, bắn cháy 16 xe tăng, thu nhiều vũ khí đạn dược. Bộ tư lệnh bảo lửa biên giới của liên quân, sau đó quyết định giao nhiệm vụ cho sư đoàn 325 chỉ huy lực lượng phòng thủ thành quản Trị. Ngày mùng 4 tháng 7, chỉ với vài chục tay súng, lực lượng quân hậu duệ Việt Nam Cộng hòa ở phía cổng Tây của thành đã đẩy lùi một đại đội quân chủ lực của quân khu 5. Trong trận đêm 5 tháng 7, một phân đội đặc công sư đoàn 325 quân ly khai đã luồn sâu đánh sở chỉ huy. Tiểu đoàn bộ binh diệt 80 lính quân đội Cộng sản Việt Nam, bắn cháy hai xe tăng, hai nhà bạc, phá một trận địa súng cối. Lúc này, sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn đóng ở khu vực Cao Huy Tây Đông. Độ 15 km trên một bãi bơm đã đánh nát. Sư đoàn chọn địa điểm này là để tạo bất ngờ đối với quân khu 5, cho là quân ly khai không thể đóng một cơ quan chỉ huy cỡ sư đoàn tại một vùng mà không quân Cộng sản đã ném bơm tơi bời. Sở chỉ huy liên quân được thiết lập ở ngay sát mép sông dưới một căn hầm rượu của một quan chức cấp tỉnh đã bị bơm đạn làm đổ nát gạch đá gỗ sắt đổ ngổn ngang bao phủ cả khu hầm dài tới 4 đến 5 mét bơm ném bên cạnh cũng chẳng hề gì quân ly khai đã cải tạo khu hầm chia thành ba ngăn có gia thông hào chạy ra bên ngoài một ngăn làm khu phẫu thuật một ngăn cho thông tin trinh sát và một ngăn cho chỉ huy và trực ban tác chiến cửa hầm được thiết bị chiến đấu chu đáo có trung liên và hỏa lực mạnh bảo vệ không quân cộng sản hằng ngày soi tìm nhưng do quân ly khai ngụy trang kín đáo kỷ luật khói lửa và đi lại ban ngày được duy trì nghiêm mật nên phía quân khu 5 vẫn không phát hiện được mục tiêu sở chỉ huy dù thường xuyên cho máy bay trinh sát tìm kiếm tại đây phe ly khai tập trung thương binh trước khi vận chuyển khỏi chiến trường tại bến vượt nơi chuyển quân giữa hai bờ thạch hãn cũng là nơi hứng chịu nhiều trận phóc kích nhất. Nhiều thương binh của quân Ly Khai và Hậu Duệ đã bị thiệt mạng bởi bơm và pháo kích khi đang được vận chuyển khỏi chiến trường. Khúc sông ở bến vượt chính là nguồn tiếp vận duy nhất của quân Ly Khai trong thành khi chiếc cầu sắt đã bị quân đội Việt Nam phá hủy. Bơm và đạn pháo có ngày đã gây thương vong cho một đại đội quân Ly Khai ở bến sông. Do hỏa lực ở Bắc sông Thạch Hãng của liên quân rất mạnh, khiến cho binh sĩ quân khu 5 không thể tiếp cận bằng bộ binh mà phải sử dụng pháo hạng nặng và máy bay ném bom tầm xa để tấn công theo tọa độ. Thế trận thực sự nghiêng về quân đội Cộng sản Việt Nam khi lúc này họ kiểm soát được cả ba mặt của thành lẫn kiểm soát trên không. Nhưng quân ly khai vẫn giữ được thành trong thời gian dài. Lúc này các chốt trong nội ô đều được liên quân giữ vững đêm đêm quân đi khai và hậu duệ tổ chức tập kích ở tribu ở thạch hãn chùa bà năm diệt một số lính khiến quân đội cộng sản không tiến được liên quân lúc này cũng được bổ sung vào thành đều đặn theo kế hoạch mỗi đêm vào trung bình được 40 đến 50 người đã trừ số người đào ngủ lạc ngủ hoặc bị thương từ bên kia bờ sông chiếm khoảng 30 đến 40 phần trăm hàng ngày thuyền gắn máy hậu cần từ tả kiên bí mật bơi vào thành tiếp tế lương thực đạn dược thuốc men dù vậy do áp lực liên tục từ đối phương giao thông hào chiến đấu bị bơm đạn bắn phá liên tục nên hệ thống phòng thủ ngày càng lỏng dần tân binh được tăng cường cho các đơn vị phòng thủ chỉ đủ để bù đắp số thương vong trong chiến đấu vào cuối tháng 6, hỏa lực của quân đội cộng sản tăng cường thêm hai bên giành nhau từng mét đất Lúc này, quân khu 5 bắt đầu suy kiệt khi liên tục bị liên quân tập kích đêm. Tới trung tuần tháng 7, cả hai bên đều gồng mình khiến cuộc giao tranh cực kỳ khốc liệt. Lúc này, trời mưa to, nước sông thạch hãn lên nhanh, chảy xiết, ảnh hưởng đến tăng cường cung cấp và quân số. Có đêm trôi dạt hàng chục binh sĩ liên quân vượt sông. Các binh sĩ liên quân tiếp tục giữ các chốt trên các hướng Tiểu đoàn 4 E95 tập kích khu tâm giác thạch hãn chiếm một số công sự của đối phương, cải thiện thế phòng thủ ở đó. Tiểu đoàn đặc công mặt trận phối hợp với đại đội đặc công sư đoàn 325 chuẩn bị đánh khu huyện Mai Lĩnh nhưng thất bại. Ngày 6 tháng 7, quân ly khai và hậu duệ phải rút khỏi khu thạch hãng Tây và khu giáp sông ở thôn Đệ Ngũ, trường Bồ Đề, làm sườn phía nam bị hở. Một số thành viên trung đoàn 88, trong đó có trung đoàn phó Phan, bị thương tạt vào sở chỉ huy thành. Bộ chỉ huy quyết định tổ chức đưa số này vượt sông lũ ra hậu phương. Để đối phó với tình hình quan trọng này, họ sử dụng một bộ phận tiểu đoàn 7, trung đoàn 18 và tiểu đoàn 4, trung đoàn 95 ra chiến đấu, thay thế trung đoàn 88 ở khu vực đó để giữ sườn phía nam thị xã. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, quân đội Cộng sản thực hiện cuộc tiến công đợt 6 mở đầu bằng đòn tập kích hỏa lực, phong lôi 2, không quân, hải quân, pháo binh thuộc lực lượng quân khu 5 bắn suốt 48 giờ liền vào tất cả các trận địa của liên quân. Tập trung đánh vào khu thành, các bến vượt sông, đường cơ động lực lượng và vận chuyển anh tập cơ tập kích tả ngạn xong thạch hãn tập trung vào khu nhan biều ai tử và các trận địa pháo của đối phương tính toàn bộ trong nhiều ngày đêm của trận thành quảng trị các lực lượng quân đội cộng sản đã dội xuống địa điểm hàng trăm tấn bom trong đó mỗi ngày có từ 70 đến 90 lượt máy bay ném bom tham chiến đêm ngày 8 tháng 7 tiểu đoàn k2 e48 quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tập kích khu hành hoa, chiếm một số công sự, cải thiện, thế phòng thủ ở Chibu. Tiểu đoàn 5, trung đoàn 95 tập kích khu nhà thờ, tinh lành, thương vong một số. Tiểu đoàn trưởng đơn vị này cũng chết, nhưng đã chiếm được. Sáng ngày 9 tháng 7, quân đội Việt Nam đã khởi động cuộc tấn công lớn. Họ sử dụng gồm hai lữ đoàn chính quy với năm mũi tiến công từ ba hướng vào thị xã. Họ tập trung xe tăng, xe thiết giáp, súng phun lửa để tái chiếm thành phố, đồng thời với việc quân khu 5 tiến công khu La Vang, Tích Tường, Như Lệ để chặn sư đoàn 308 phản kích từ hướng này. Phía quân Cộng sản cũng tiến công Bích Khê, Nại Cửu để chặn sư đoàn 320 quân ly khai hoạt động từ Bắc Sông Vĩnh Định. Tiểu đoàn địa phương đang củng cố đội hình và ém quân bên ngoài. Nhiều trận phản kích ác liệt của liên quân ở ngay sát chân thành đã đánh bật nhiều mũi tiến công. Một trung đội quân khu 5 lọt vào thành cổ, bị K3 tam đảo phản kích dữ dội, phải tháo chạy, để lại 11 xác chết. Cũng ngày hôm đó, tại khu Hành Hoa, quân Ly Khai diệt một đại đội đánh thiệt hại nặng, một đại đội khác bắn cháy 5 xe bọc thép quân Lê Khai mất 13 người, bị thương một số. Tiểu đoàn 4 E95, quân Hậu Duệ lúc này chặn đánh 3 tiểu đoàn đối phương ở khu Tinh Lành, quyết liệt giành đi, giật lại từng công sự. Quân khu 5 thiệt hại một đại đội, nhưng chiếm được khu Mỹ Tây. Liên quân bị thương vong 30 người, hỏng một cối 82 ly, một súng 12 ly 7, một đại liên, hỏa lực DKZ đến đêm ngày 9 tháng 9, tiểu đoàn 4 cùng tiểu đoàn 5 E95 liên quân tập kích chiếm lại khu Mỹ Tây, đại quân Cộng sản chạy về Nam Sông Côn. Đêm 9 tháng 7, sau khi được củng cố, K8 vào thành. Về sau, quân đội Cộng sản tiếp tục lấn dũi mạnh từ hướng Nam Đông Nam, nhiều toán quân nhảy vào thành nhưng đều bị liên quân tiêu diệt. Quanh thành, dưới hào nước, xác chết nằm rải rác. Lúc này, quân đội Việt Nam bổ sung cho chiến trường thêm hai sư đoàn từ Huế để tổ chức tấn công trực diện thành Quảng Trị. Diễn biến tiếp theo của trận đại chiến tại Quảng Trị đầy ngoạn mục và bi hùng này như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi trong các bản tin kế tiếp. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Phát cảnh báo thẳng thần tới phương Tây, Trung Quốc khiến Đức phải thừa nhận sức mạnh. Sau nhiều tháng tranh luận về cách tiếp cận Trung Quốc, Đức đã công bố một chính sách mới đối với đối tác thương mại lớn nhất của mình. Đức cho biết, các công ty cần đối phó với nhu cầu cấp thiết về giảm thiểu rủi ro từ Trung Quốc, nhưng đồng thời không theo đuổi việc tách rời khỏi nền kinh tế này. Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc. Đài đi của Đức đưa tin, Ngoại trưởng Đức Annalena Bibok cho biết, hôm 13 tháng 7 tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator ở Berlin rằng đối với Đức, Trung Quốc vẫn là một đối tác, một đối thủ cạnh tranh, đối thủ mang tính hệ thống. Nhưng vai trò là đối thủ cạnh tranh mang tính hệ thống ngày càng nổi bật trong những năm gần đây. Ngoại trưởng Đức đã trình bày chiến lược của nước này đối với Trung Quốc và giải thích cách Đức lên kế hoạch bảo vệ lợi ích của mình chiến lược kinh tế của Trung Quốc nhằm làm cho nước này bớt phụ thuộc vào các nước khác, đồng thời làm cho các chuỗi sản xuất quốc tế phụ thuộc nhiều hơn vào Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Đức cho biết trong một báo cáo được công bố hôm 13 tháng 7. Trung Quốc đưa lời cảnh báo, vào tuần trước, Trung Quốc đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với hai kim loại có vai trò quan trọng trong sản xuất chip. CNBC nhận định Động thái này được coi là lời cảnh báo từ Trung Quốc đến châu Âu và Mỹ trong cuộc chiến công nghệ đối với mặt hàng chip công nghệ cao. Ngoại trưởng Bleybock nói trong bài phát biểu của mình, một điều hiển nhiên là Trung Quốc đã thay đổi, bất cứ ai quan sát Trung Quốc đều biết rằng sự tự tin của Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới. Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc hy vọng Đức sẽ nhìn nhận sự phát triển của trung quốc một cách hợp lý toàn diện và khách quan nhiều thách thức và vấn đề mà đức hiện đang phải đối mặt không phải do trung quốc gây ra trung quốc là đối tác của đức trong việc đối phó với các thách thức chứ không phải đối thủ báo cáo của bộ ngoại giao đức nói berlin muốn trở nên ít phụ thuộc hơn vào trung quốc ở các lĩnh vực quan trọng như công nghệ y tế dược phẩm và đất hiếm báo cáo cũng chỉ ra quan hệ kinh tế và thương mại vẫn là một yếu tố quan trọng trong hợp tác song phương và Đức muốn đảm bảo sự hợp tác này trở nên công bằng hơn, bền vững hơn. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: "Mục đích của chúng tôi không phải là tách rời khỏi Bắc Kinh, nhưng chúng tôi muốn giảm bớt sự phụ thuộc trong tương lai." Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Nhập khẩu của Đức từ Trung Quốc năm 2022 tăng trưởng 33,6% so với một năm trước đó, lên 191,1 tỷ euro, theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức. Trong khi đó, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc chỉ tăng 3,1% lên 106,8 tỷ euro. Báo cáo kể trên cho biết, trong khi sự phụ thuộc của Trung Quốc vào châu Âu đang giảm dần, sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc là có ý nghĩa lớn hơn trong những năm gần đây. Trung Quốc là thị trường trọng điểm của một số công ty lớn của Đức, bao gồm Volkswagen và BMW. Và chính phủ cho biết họ có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với các công ty đặc biệt tiếp xúc với Trung Quốc nhằm xác định rủi ro. Tháng trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý cường đã gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier để thảo luận về quan hệ giữa hai nền kinh tế. Thủ tướng Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Đức có nền tảng hợp tác vững chắc và động lực phát triển mạnh mẽ. Ông Lý cũng cho hay Trung Quốc hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước. Trong một diễn biến tiếp theo, lộ hình ảnh thủ lĩnh Quayner đang ở Bigot các kênh Telegram thân Nga đã đăng bức ảnh một người đàn ông trong giống lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Quayner, Zagani Bigozin, đang ngồi trên giường trong một căn lều. Kênh Bilagusi Hazun, tổ chức truyền thông giám sát quân sự độc lập của Belarus, cho biết, theo dữ liệu của bức ảnh gốc, ngày bức ảnh được chụp là ngày 12 tháng 6, lúc 7 giờ 24 phút giờ địa phương. Tuy nhiên, sau đó bài viết đã được chỉnh sửa từ tháng 6 thành tháng 7. Kênh Bila Wuski cho biết nếu bức ảnh này được chụp vào lúc 7 giờ 24 phút giờ địa phương ngày 12 tháng 7, thì khi đó ông Zegni Bikuzin thực sự đang ở trong một trại quân sự gần Osipovichi Cụ thể hơn, ông ấy đã ở đó qua đêm. Trước đó, hôm 11 tháng 7, kênh Bilagusi Haizun đưa tin phi hành đoàn của ông Zegani Bigozin đã đến Belarus lần thứ ba. Máy bay hạ cánh xuống căn cứ không quân Mitrovitsky lúc 19 giờ 40 phút giờ địa phương. Sau đó lúc 20 giờ 5 phút, hai máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8 của không quân Belarus có cánh từ căn cứ không quân Matulitsky đến quận Osipovichi. Hiện chưa có thông tin chính xác về thời điểm bức ảnh được chụp theo báo Radar của Nga, cả lực lượng Quayner và Belarus đều chưa lên tiếng về bức ảnh. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Belarus, hôm 14 tháng 7, các đơn vị đang diễn tập kỹ năng chiến thuật bắn súng và di chuyển trên chiến trường. Ngoài ra, những binh sĩ dự bị đang học cách các kỹ năng công binh và quân y. Những buổi huấn luyện dành cho lực lượng phòng vệ lãnh thổ được tổ chức gần Osipovichi. Các thành viên của Quayner đảm nhận vị trí huấn luyện, huấn luyện viên trong một số buổi đào tạo kỹ năng quân sự. Cơ quan này cũng thông báo đã cùng ban quản lý của Quayner phát triển lộ trình trong tương lai gần để đào tạo và chuyển giao kinh nghiệm giữa các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. Bộ Quốc phòng Belarus cũng cho biết có bao nhiêu binh sĩ Quayner ở Belarus hoặc nêu rõ liệu có thêm lực lượng đến hay không nhưng cho hay sẽ tiếp tục thông báo về công việc sắp tới. Belarus cho biết họ đã đạt được thỏa thuận với Quayner về việc huấn luyện binh sĩ. Bộ Quốc phòng Belarus cũng công bố một đoạn video cho thấy các binh sĩ Quayner hướng dẫn binh sĩ Belarus tại một thao trường quân sự gần thị trấn Asipovichi, cách thủ đô Minsk khoảng 90 km về phía đông nam.